Hello, xin chào quý khách hàng quay lại cửa hàng mắt kính tái quang. Thì hôm nay Vinh Liêm mới làm strap xong cái cặp đa trồng đổi màu ánh tím ha, có chống tia xanh, có chức năng chống tia xanh và UV đầy đủ ha. Thì mọi người thấy những cái thông số cái kính Liêm ráp trên này ha. Sau khi mà cái đó là do những cái vết mực mà Vinh Liêm chưa bôi á ha. Sau khi mà quay xong cái clip giao cho anh khách hàng là bên Liêm sẽ xử lý ha. Thì lúc đó mình sẽ nhìn thấy nó giống như là một miếng chồng kính bình thường ha, từ trên xuống là mình sẽ không biết ra đây là một cặp đa chồng ha. Thì đây là cái đa chồng đổi màu ha. Rồi hôm nay Liêm ráp cái cặp chồng của Nautica nha, đa chồng đổi màu chống tia xanh nè, chống tia xanh nó có chống chói nha, chức năng chống chói nha, chống chày và chống chói lóa luôn ha. Và đây cặp chồng chống tia xanh ha. Ở này cái cặp chồng này gồm có khăn ha, khăn và cái thẻ nữa, cái thẻ đây nha mọi người ha. Cái thẻ thì Liêm chuẩn bị Liêm sẽ thử đổi màu cho mọi người xem luôn nha. Đây, thử đổi màu mọi người chờ Liêm tấy nha. Để thử đổi màu bình thường là mình sẽ màu trắng trong như vậy nha, sau khi mình cho tia UV qua ha, tính theo giây nha. Rồi coi cái màn hình sẽ thấy được tầm mấy giây thôi là nó lên màu rất là đậm nha mọi người. Đây cực kỳ đậm nha, mọi người thấy không, cái ánh tím rất là đẹp, mặt trước và mặt sau luôn ha. Đây. Rồi thì Liêm ráp vào cái gọng manh lăng rất là đẹp nha, rất là đẹp trên cánh này, mọi người coi rất là đầy đủ chi tiết nha. Đây, này là gọng này nó có lò xo nè ha, mình có thể chỉnh rộng ôm như thế nào mình có thể chỉnh theo tùy ý nha. Cái thứ hai về mũi đầy đủ nha, có logo đi theo kính rất là đẹp ha. Thì cái kính này mình có thể làm quà tặng ha, ráp những cái cặp chồng này mình tặng cho khách hàng, người thân thiết hoặc là bạn bè của mình thì rất là tuyệt vời. Rồi Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.